Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị đang xem bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin hôm nay ngày 26 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Thảo luận việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung là nội dung chính của buổi họp sơ kết công tác Phật sự của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Cửa Phật không bao giờ khép lại với con người và chư tăng ni thì luôn tận tụy với đời. Vì thế mà nhiều tự viện Phật giáo đã trở thành nơi giúp đỡ những người muốn thoát khỏi đeo bám của cái chết trắng. Đến thăm Viện Dưỡng Lão Chùa Tịnh Đức, nơi cứu mang giúp đỡ những người già neo đơn không nơi nương tựa tại Thừa Thiên Huế. Sáng nay ngày 26 tháng 6 tại chùa Linh Sơn, thành phố Đà Lạt, chư tôn đức ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã họp định kỳ đánh giá công tác Phật sự tháng 6 và bàn phương hướng hoạt động Phật sự tháng 7 năm 2020. Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận về việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, theo đó các đơn vị cần thẩm định hồ sơ như nội dung sinh hoạt, địa điểm sinh hoạt, biểu mẫu đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, cần thực hiện theo Nghị định 162 của Chính phủ và Điều 16-17 Luật Tín ngưỡng Tôn giáo. Dịp này, Ban Thường trực Ban Trị sự cũng thống nhất thông qua việc hợp thức hóa Ni viện Tuệ Quang, phường 6, thành phố Đà Lạt, lập danh sách các tự viện xin xây dựng để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo luật định. Tổng hợp số lượng hành giả an cư để xác nhận sổ hạ theo quy định của nội quy Ban Tăng sự Trung ương. Hôm qua ngày 25 tháng 6, hội thảo về tình hình cư trú của các tu sĩ Phật giáo và những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tại hội thảo, 10 tham luận của đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các huyện cũng như của phòng nội vụ và công an các đơn vị cấp huyện trực thuộc được trình bày. Phát biểu đúc kết hội thảo, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ rõ một số mặt hạn chế trong công tác quản lý nhà nước đối với vấn đề trên, viện dẫn một số điều chưa có sự thống nhất giữa luật cư trú và nội quy Ban Tăng sự Trung ương. Ông cũng đề nghị các cấp giáo hội và chính quyền địa phương xem xét sớm hợp thức hóa cơ sở chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngày 24 tháng 6 vừa qua tại chùa Tháp Kỳ Quang, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum đã họp với các cơ quan chức năng địa phương về việc thành lập Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đắc Hà. Phát biểu tại phiên họp, Đại đức Thích Vạn Nhơn, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum đã trưng lấy ý kiến từ chư tôn đức, các cấp chính quyền và quý Phật tử địa phương. Qua đó, phiên họp đã thống nhất nhân sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đắc Hà gồm 19 thành viên, trong đó 11 vị tham gia ban thường trực cùng 8 ủy viên. Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Ngọc Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Hà, gửi lời chúc tốt đẹp đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện trong tương lai. Ông mong muốn sau khi thành lập, Ban trị sự sẽ đồng hành cùng các cấp chính quyền, thực hiện tốt các công tác an sinh xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế huyện nhà, góp phần làm tốt đời, đẹp đạo. Cũng trong buổi sáng qua ngày 25 tháng 6, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm và cúng dường trường hạ Chùa Đại Giác do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức. Tiếp đón đoàn có Hòa Thượng Thích Tánh Nhiếp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Thiền chủ trường hạ Chùa Đại Giác và chư tôn đức trong Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Tại đây, Hòa Thượng Thích Khế Trơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã gửi lời thăm hỏi chư tôn đức Ban Trị sự, sách tấn chư hành giả an cư tại trường hạ Chùa Đại Giác và tán thán công đức quý Phật tử tỉnh Quảng Bình phát nguyện chăm lo đời sống cho chư tăng tại trường hạ trong 3 tháng an cư. Ngay sau đó, chư tôn đức hai tỉnh đã cùng quá đường và thọ trai với gần 100 Phật tử tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế tham dự trong không khí trang nghiêm. Trước đó, sáng ngày 24 tháng 6 tại chùa Hoa Lâm, thành phố Buôn Ma Thuột, hội nghị sơ kết cuộc vận động sáng tác ca khúc Phật giáo khu vực Tây Nguyên đã diễn ra với sự chủ tọa của Thượng tọa Thích Hải Định, trưởng ban văn hóa Phật giáo khu vực Tây Nguyên thuộc Ban Văn hóa Trung ương, trưởng ban tổ chức. Đến hiện tại,
Cuộc vận động sáng tác ca khúc Phật giáo khu vực Tây Nguyên đến nay đã nhận được 55 ca khúc gửi đến. Qua đó, hội đồng thẩm định đánh giá cao chất lượng, nội dung và ý nghĩa của những tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động. Các tác phẩm này sẽ được xét duyệt kỹ trước khi tổ chức công diễn để chọn ra khoảng 30 ca khúc đặc sắc và in thành sách. Đây được xem là hướng đi hữu hiệu làm mới âm nhạc Phật giáo và góp phần làm phong phú sinh hoạt văn hóa nghệ thuật khu vực Tây Nguyên. Trong cuộc sống, rất nhiều số phận bất hạnh đã tìm đến chốn thiền môn để được cưu mang giúp đỡ và hưởng không khí của mái ấm gia đình. Với ý nghĩa đó, tại thành phố Huế mộng mơ, nơi mà người dân có niềm tin sát son với đạo Phật, đã có một ngôi chùa đang ngày ngày làm sứ mệnh che chở cho những người già neo đơn. Một khóa tụng kinh buổi chiều của chùa Tịnh Đức, thành phố Huế. Nhiều người cao tuổi đang hành lễ để cầu sự bình an, thanh thản dưới chân dung Đức Phật. Nhưng ít ai biết rằng, tất cả những con người này đều là những người già neo đơn đang được ni chúng cưu mang và tạo dựng cho họ một mái ấm khi ở tuổi xế chiều. Tôi là bị mù hai mắt cũng lâu rồi. Và khi con sống ở dưới làng, dưới quê, đi gánh nước thì gặp sư bà của chùa Tịnh Đức ở đấy. Sư đi từ thiện và sư thấy. Và trung làng là cho biết là ở một mình không có cha mẹ. Và sư nói tôi thấy hoàn cảnh tôi quá. Để khi mà tôi mở nhà từ thiện, tôi sẽ cho em đi qua ở. Sư phụ cùng với các quý sư bà là đi tham gia các cái tổ chức thiện nguyện ở bên ngoài, thấy những hoàn cảnh khó khăn. Sư phụ đã phát tâm xây dựng nên cái cơ sở này để mà chăm sóc những người neo đơn, không nơi nương tựa. Được thành lập từ năm 1996 bởi cố ni trưởng Thích Nữ Diệu Thành. Trải qua hơn 24 năm, viện dưỡng lão chùa Tịnh Đức giờ là tổ ấm, nơi cưu mang những mảnh đời bất hạnh, không gia đình. Vào thời điểm hiện tại, nhà chùa đang nuôi dưỡng 24 cụ già neo đơn với đủ những quê quán, số phận khác nhau. Để có thể chăm sóc được từng ấy con người, nhà chùa đã phải chật vật xoay sở mọi cách, từ làm bánh bột lọc, trả phù trúc, đến mất dòng biển, để phụ thêm kinh phí chăm lo cho các cụ. Nhưng đó chưa phải là khó khăn duy nhất của ni chúng chùa Tịnh Đức trong hành trình giúp người, giúp đời. Trước đấy nó rất là khó khăn về vấn đề là nếu mà đi bệnh viện á, thì các bà đa phương không có giấy tờ, dẫn đến là không có bảo hiểm. Nhưng sau này được nhà nước hỗ trợ, có cấp cho một số bảo hiểm thì nó vẫn ổn định được một chút nào đó. Người á, già ở bên ngoài á, thì cái tập khí á, người ta rất là nóng nảy, hoặc thích làm gì á, thì người ta làm đó. Nhưng mà mình phải động viên, an ủi, thì các cụ dần dần thích cái lối sống của thiền môn hơn. Ở ngoài da cực lắm, đang đi vô đây mình có cơm ăn gạo mà cái cũng đầy đủ thuốc men chứ. Có được một mái ấm khi đã ở tuổi gần đất xa trời, được hàng ngày nhận sự săn sóc của quý vị xuất gia. Với những con người này, ni chúng chùa Tịnh Đức từ lâu đã là gia đình, là người thân của họ. Mình ở nơi cái chùa Tịnh Đức là luôn luôn được bình an, có sức khỏe. Khi mình nghĩ là khi mình sống mình ở nhà chùa, thì khi mình chết, hương linh mình cũng thích ở lại nhà chùa, chứ không muốn rời xa nơi đây và không muốn đi một nơi mô nữa hết. Đó là ước nguyện duy nhất của tôi là như rửa. Thực hành từ bi, lấy niềm tin của người khác làm lẽ sống, đó chính là vâng theo lời Phật dạy. Và những người con Phật tại Già Lam Tịnh Đức đang hàng ngày làm được điều đó khi đã tạo dựng một gia đình yêu thương đúng nghĩa cho những cụ già neo đơn. Trong phần tiếp theo của bản tin, những cây nước miễn phí làm vơi đi bớt nỗi nhọc nhằn của những người lao động phải mưu sinh trong những ngày nắng nóng gay gắt. Đến thăm Linh Ẩn Tự, ngôi chùa được ví như thiền viện Trúc Lâm thứ hai ở cao nguyên Lâm Đồng. Thưa quý vị, ma túy, cái chết trắng, chỉ cụm từ ấy thôi đã khiến ta hình dung được tác hại của chúng. Không chỉ là cái chết treo lơ lửng trên đầu người nghiện, mà còn là bi kịch với người xung quanh. Nhiều gia đình khuynh gia bại sản, vợ chồng ly tán, con trẻ bơ vơ cũng chỉ vì ma túy.
có người nghiện quay đầu rồi lại tái nghiện. Nó như một vòng luẩn quẩn bám lấy cuộc đời họ. Trước thực trạng đó, tự viện Phật giáo nhiều nơi đã trở thành trung tâm cai nghiện, giúp những người muốn thoát khỏi sự đeo bám của cái chết trắng. Hôm nay, nhân ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6, chúng tôi xin dành một phần thời lượng bản tin để gửi tới quý vị những câu chuyện này. Những người đàn ông này không phải nghệ nhân, mà họ là những con nghiện ma túy. Trong suốt 5 ngày đầu điều trị tại đây, các bệnh nhân không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hầu hết thời gian của họ là học cách thiền định, chơi bóng bàn và cử tạ, cũng như các công việc thủ công như vẽ tranh và làm tượng Phật. Họ là những người đang điều trị tại chùa Tham Krabok, một tu viện Phật giáo ở Thái Lan, nơi nổi tiếng với chương trình giúp phục hồi cho những người nghiện ma túy. Điều này sẽ giúp chúng tôi không nghĩ nhiều đến ma túy nữa, và giúp chúng tôi tập trung vào công việc với tạo hình Đức Phật. Cảm giác sâu sắc với đức tin của Phật giáo làm cho tâm hồn tôi thanh thản hơn. Việc điều trị sẽ bắt đầu bằng một buổi lễ Saya. Trong đó, bệnh nhân phát nguyện sẽ không bao giờ sử dụng ma túy nữa. Mở đầu buổi lễ, mỗi người sẽ phải uống một loại thảo dược mạnh 5 ngày liên tiếp. Sau đó, họ được tắm sông hơi bằng thảo dược hàng ngày để hỗ trợ quá trình cai nghiện. Bệnh nhân không phải trả gì cả ngoài chi phí đi lại và ăn uống. Họ được ở và cắt cơn miễn phí với điều kiện phải thề rằng không đụng đến ma túy lần nào nữa. Lần đầu uống thuốc do chú Tăng cung cấp khiến tôi như phát điên, nhưng sau đó tôi cảm thấy thoải mái hơn, như không có gì xảy ra. Kể từ lần đầu tiên đưa ra phương pháp điều trị cho người nghiện ma túy cách đây 50 năm, đến hiện tại, mỗi năm, chùa Tham Krabok đón hàng trăm người nghiện từ khắp nơi trên thế giới đến đây để điều trị. Vâng, không nổi tiếng như chùa Tham Krabok, cũng chẳng có phương thuốc độc đáo, liệu pháp sông hơi gì đặc biệt. Nhưng thành tựu về công tác giáo dưỡng, đưa người nghiện ma túy về với cuộc sống đời thường, thì chùa Pháp Vân ở thành phố Hà Nội cũng vô cùng hiệu quả. Đây là anh Nguyễn Việt Thắng, chi hội trưởng hội Hương Sen, thuộc hội phòng chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội. Ít ai nghĩ đến trong quá khứ, anh Thắng từng là con nghiện, thậm chí còn là con nghiện có thâm niên tới gần 20 năm. Sử dụng ma túy từ năm 17 tuổi, anh Thắng nhiều lần được gia đình đưa đi cai nghiện, song ở hết trại này đến trung tâm khác, lý trí không giúp anh vượt qua được cám dỗ. Chỉ đến khi bước vào cửa Phật, cuộc đời của người đàn ông này mới bước sang một ngã rẽ khác. Thời kỳ đấy, cái tư tưởng vào trong này thì mẹ dẫn vào thì thực sự trong đầu cũng không nghĩ gì về cái việc là mình có quyết tâm mình cai hay không. Chỉ có nghĩ là thôi thì muốn vào thì cứ vào, ở thì nghe thầy tụng kinh rồi giảng về những cái đạo lý, cứ tất cả những cái mệt miếc ở trong người tự dưng là nó biến đi đâu, cứ ngẩn hết trong người lên nghe thì nó cứ ngấm dần vào trong đầu. Đạo pháp, đạo Phật này đặt một cái nền móng để cho trong đầu mình càng lớn mạnh cái quyết tâm phải cai. Có những thời điểm cắt cơn, thân xác quằn quại đau đớn, sốt nóng sốt lạnh, không ăn nổi một miếng cháo, anh Thắng đã nghĩ đến chuyện buông xuôi để giải quyết nỗi đau về thể xác. Nhưng nghĩ đến sự kỳ vọng, tình cảm của quý thầy và ngôi chùa dành cho mình, sự quyết tâm trong con người anh một lần nữa lại trỗi dậy. Riêng vào đến trong chùa thì thầy nói chuyện một cách rất là tình cảm, đúng như kiểu là người bố, người anh trong gia đình, không có bất cứ một cái sự kỳ thị nào. Về đến cô dì chú bác trong gia đình, chứ chưa nói đến người ngoài xã hội và cộng đồng, họ nhìn thấy mình đến nhà chơi họ còn phải để ý xem là nó có tay máy tắt mắt nó lấy trộm cái này cái kia không. Thế về sau này suy nghĩ được nhiều cái thì trong đầu bắt đầu nó khởi lên một cái ý nghĩa là phải cai không được ma túy. Ở chùa ngầm giáo lý nhà Phật, anh Thắng đã đoạn tuyệt về ma túy, thậm chí anh còn trở thành tình nguyện viên giúp những người cùng chung nỗi khổ với mình cắt cơn nghiện, cũng như tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Với anh Thắng, đó là niềm tự hào. Cái ma túy này thì cai được đến 12 năm rồi đấy, nhưng cũng không dám nói một từ khẳng định là mình có giữ được nó lâu nữa hay không, cho đến lúc chết hay không, nhưng mà không dám khẳng định, nên là cũng không dám như tự hào. Chỉ tự hào một điều là cai được bằng đấy năm thì mình cũng đã trợ giúp đi hoạt động cộng đồng, trợ giúp được cho rất là nhiều người cai được. Công việc giúp người nghiện tại chùa Pháp Vân có thể nói khá giản dị, đặc biệt qua việc thăm hỏi, động viên người bệnh và hướng họ đến với Phật Pháp nhằm tìm lại niềm tin và sự bình an, giúp họ tự mình thoát được những đam mê lầm lạc. Phương pháp thiền của Phật giáo giúp được
có thể giúp cho con người ta cân bằng được đấy, với sức khỏe về thể chất và sức khỏe về tinh thần. Cho nên là những vấn đề mà khi các bạn đến đây thì các bạn, mọi người đều có cái tâm là hướng thiện, và chính điều đó ấy, với cái nỗ lực và quyết tâm như vậy thì các bạn đã có nhiều trường hợp ấy, đã cai nghiện được và đã có cuộc sống rất là ổn định. Cửa Phật không bao giờ khép lại với con người, và Trương Tăng Ni thì luôn tận tụy với đời. Có thể vì lẽ đó mà sự tăm tối trong cuộc đời của những người lầm lỡ phần nào được xua tan, để họ tự tin sửa sai, vững bước trên hành trình phía trước. Xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồi Loan, cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Xin cảm ơn bạn. Thưa ông, trước cái clip mà chúng ta vừa xem thì rõ ràng là cái mô hình cai nghiện ở trong chùa đã đem lại những cái hiệu quả rất là tích cực. Và chúng tôi cũng được biết rằng là ông cũng có những cái nghiên cứu về cái đề tài này. Vậy ông có thể chia sẻ cho chúng tôi biết là vì sao những cái người nghiện thì họ thường có xu hướng bị phụ thuộc vào các chất kích thích, nhưng mà bản thân họ lại không nhìn được cái hiện trạng của họ? Vì sao thưa ông? Nghiện ma túy thì nó liên quan, nó khác với các loại khác, liên quan đến hoạt động của các tế bào thần kinh trên vỏ não. Người ta đã chụp cắt lớp ấy, não bộ của những người nghiện, mức độ nghiện lâu thì cái vệt mờ ở trên vỏ não nó khác. Và do đó để điều trị cai nghiện ma túy cần phải can thiệp của thuốc nữa. Vậy thì đối với công tác cai nghiện này thì thiền định có vai trò như thế nào thưa ông? Thiền định có một vai trò rất quan trọng để họ tự nhận thức mình này, chủ hơi thở, làm chủ cảm xúc của mình, làm chủ mọi hành vi của mình. Thì đó là những cái cơ sở điều tồn tại cần có trên cơ sở giáo lý của Phật giáo, giúp họ. Điều quan trọng hơn là trong một bối cảnh, trong một môi trường, trong một không gian thiêng, không gian thiêng tại chùa đấy, thì con người ta dường như được thăng hoa, mọi cái bụi đời đấy nó được rũ bỏ trong một không gian như vậy. Với những gì ông vừa chia sẻ, đâu là những cái yếu tố khoa học của những cái giáo lý Phật giáo và nó có tác động như thế nào trong quá trình cai nghiện? Trong chùa đấy, họ không thuần túy mà điều trị, hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy bằng cái hoạt động thông thường, mà còn họ tiếp cận nó bằng con đường tâm linh. Trong các giáo lý thì một trong cái rất rất có giá trị đó là thuyết luân hồi, cái thứ hai là luật nhân quả rất biện chứng. Anh làm điều thiện anh gặt điều thiện, anh làm điều ác anh gặt điều ác. Khi mà người ta có niềm tin, phải nói là nó giúp cho người ta có thể vượt được tất cả mọi khó khăn. Trên cơ sở đó, chùa Pháp Vân có một cái là rất khoa học, là đó là áp dụng sử dụng những kiến thức về công tác xã hội. Ông xây dựng những hồ sơ của từng cá nhân một, nghiện ở mức độ nào, loại nghiện nào, khó khăn gì của họ, để ông phân loại ra. Từ đó ông có những cái hoạt động hỗ trợ cho họ một cách có hiệu quả. Cái quan trọng là nhờ sự ứng xử với họ hết sức tôn trọng. Đó là một con người được ăn ở đối xử rất bình đẳng, có không gian sinh hoạt riêng, tùy theo tình trạng bệnh, được khám bệnh, được chữa bệnh, được hỗ trợ, được tham vấn, được trò chuyện. Đó là cái mà nó tạo ra một cái bình đẳng. Lúc đó họ nhận ra mình là một con người, mình là con người. Và cái điều cơ bản là như vậy, là anh phải nhận thức được mình, anh phải biết tôn trọng chính mình, thì anh mới có thể khắc phục được những vấn đề của mình gây khó khăn cho người khác. Thì nhà chùa đã làm được điều này. Với những gì ông vừa chia sẻ thì có thể thấy rằng là việc cai nghiện thành công của những người nghiện tại chùa là thuốc, công tác xã hội, vật lý trị liệu, giáo lý của Phật giáo, có cả thiền định. Bởi vì những cái đấy thì đã giúp cho mỗi một người nghiện có thời gian tĩnh tâm, hiểu chính mình và từ đó khởi phát cái mong muốn được cai nghiện. Đúng như vậy, đúng như vậy, đúng như vậy. Cái điều đó là rất cần. Họ phải xem xét tất cả bản thân mình, họ đặt mình vào trong các mối quan hệ. Việc làm của mình ảnh hưởng gì đến người khác, thì họ sẽ làm các điều thiện. Mà cái điều thiện ở đây bạn nên nhớ là không nhất thiết là tôi phải đi giúp đỡ người khác mới là điều thiện. Tôi làm giúp cho chính tôi thôi thì đấy là thiện rồi. Dạ vâng, cảm ơn ông rất nhiều về buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ. Vâng, cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đang hứng chịu những ngày nắng nóng gay gắt. Theo dự báo, đợt nắng nóng này có khả năng sẽ còn kéo dài đến đầu tháng 7. Và để chống chọi với thời tiết này, nhiều người đã phải thay đổi thói quen làm việc của mình. 2 giờ sáng, gia đình bà Hòa đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để tiến hành công việc ra đồng cấy lúa. Những năm gần đây, nắng nóng gay gắt hơn khiến gia đình bà và rất nhiều người dân tại xã Tam Hưng phải chấp nhận đảo lộn công việc đồng áng, chuyển sang cấy vào ban đêm để cho kịp mùa vụ.
này thì đi cho nó khỏi vất vả, nắng. Bây giờ nhiệt độ thì trời thì nó cao quá, giờ cái ngày thì sức khối thức nó không chịu đựng được, thì phải tranh thủ đi làm đêm. Nếu ban ngày, có lúc nhiệt độ ngoài trời đo được lên tới 45 tới 50 độ C, thì việc cấy vào ban đêm sẽ mát hơn là phương án được rất nhiều người dân lựa chọn. Tuy nhiên, nông dân cũng gặp phải không ít khó khăn. Cái ngày mà 10 thì cái đêm này chú cấy chỉ được 6 thôi. Chứ mà nó chỉ được cái thời tiết là nó mát mẻ. Chứ còn thì cũng khó khăn chứ không dễ dàng như ban ngày đâu. Mỗi người chúng tôi thì cấy một cái đèn đây này. Đấy, mỗi người thì cấy này chốc là đeo lên đây này thì để nhìn cho nó dễ cấy. Nắng nóng không chỉ ảnh hưởng đến những người nông dân. Công việc của những công nhân công trường cũng phải có những thay đổi nhất định để đảm bảo tiến độ và sức khỏe công nhân. Rất nhiều công trình đã phải thay đổi giờ làm việc, đồng thời tăng cường những biện pháp chống nóng cho công nhân. Thay đổi thời gian người dân đi làm thì nó làm ra mình có thể mình làm ra khối lượng nó dư lên một tí. Nếu mà làm theo cái giờ hành chính thì nắng nóng anh em không thể làm nổi. Theo các chuyên gia, tiếp xúc với nắng nóng sẽ làm cơ thể bị mất nước, kiệt sức, người già, người mắc các bệnh tim mạch có nguy cơ cao bị đột quỵ vì sốc nhiệt. Do vậy, để bảo vệ sức khỏe, người dân nên hạn chế tham gia giao thông, lao động ngoài trời vào những giờ cao điểm. Đồng thời cần uống nhiều nước, ăn đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Mặc dù được cảnh báo hạn chế ra đường vào những ngày nắng nóng cao điểm, nhưng có rất nhiều người lao động vẫn phải vật lộn mưu sinh dưới cái nắng gay gắt như đồ lửa. Hiểu được điều đó, các nhà hảo tâm đã đặt những cây nước miễn phí, góp phần làm vơi bớt đi bao nhọc nhằn. Những cây nước nằm lặng lẽ trên vỉa hè, dưới gốc cây, nơi những tuyến đường của Hà Nội. Mỗi cây nước kèm theo đó là dòng chữ nhắc nhở mọi người phòng tránh dịch bệnh. Bất cứ ai đi qua đều có thể ghé lại uống và có thể đổ vào chai mang theo. Họ có thể là những người giao hàng, bảo vệ. Hiểu được hoàn cảnh ấy, chị Hà cùng bạn bè trong tổ hợp miễn phí đã nghĩ ra ý tưởng này. Thực ra thì bên mình thực hiện cái ý tưởng này cũng xuất phát từ hai điều. Thứ nhất là từ cái văn hóa phục vụ của công ty mình. Thì từ lâu bọn mình đã có cái văn hóa rồi. Tức là bên mình cũng mong muốn là khi mà mình nhận được cái giá trị từ cộng đồng thì mình cũng sẽ trao cái giá trị đó tới cộng đồng. Và điều thứ hai là bọn mình muốn giúp cho những cái người đi đường hoặc những cái anh ship các thứ ấy. Bởi vì mùa hè ở Hà Nội cũng khá là nóng ấy. Thì mình cũng muốn giúp cho người ta có cái nước mát để người ta uống. Đầu phố Chùa Láng là địa chỉ quen thuộc của đội ngũ giao hàng như anh Doãn. Ở đó có tán cây làm dịu đi cái nắng đầu hè và cây nước mát miễn phí với dòng nhắn nhủ: một cốc nước mát có thể giúp mọi người tiếp tục cuộc hành trình trong ngày của mình. Với anh em lao động thì là một cái nghề vất vả giữa trưa nắng ấy, có cái bình nước miễn phí này là giúp cho em là nhưng mà giải khát, đỡ nóng bức trong những cái ngày nắng mà vất vả như thế. Không chỉ giúp đỡ cơn khát, bớt nhọc nhằn, bình nước miễn phí còn chứa đựng nhiều ân tình với người lao động tay chân. Một cốc trà đá, nước lọc chẳng đáng bao nhiêu nhưng lại có thể mang đến ý nghĩa lớn lao, thể hiện tinh thần sẻ chia với cộng đồng lúc khốn khó. Hôm qua ngày 25 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã phối hợp công bố tour du lịch về miền di sản Ninh Bình Thanh Hóa và phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020. Hai tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa có nhiều nét tương đồng về tài nguyên du lịch thiên nhiên, có các di sản hỗn hợp văn hóa thiên nhiên thế giới Tràng An Ninh Bình, di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ Thanh Hóa. Với những lợi thế về sinh thái độc đáo hấp dẫn, các khu nghỉ dưỡng, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đây là cơ sở quan trọng để hai tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình hợp tác kết nối phát triển du lịch. Trong đó, tour du lịch về miền di sản Ninh Bình Thanh Hóa là điểm nhấn quan trọng, thể hiện sự cam kết của hai địa phương trong quá trình hợp tác phát triển du lịch thời gian tới, mong muốn đem đến cho du khách sự trải nghiệm đặc sắc với chất lượng tốt, giá cả ưu đãi nhất. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng đến thăm ngôi chùa Linh Ẩn ở thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cách trung tâm Đà Lạt 30 km. Nơi đây được ví như thiền viện Trúc Lâm thứ hai của cao nguyên Lâm Đồng. Nằm ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, chùa Linh Ẩn được xây dựng năm 1993 trên khu đất rộng 4 hectare giữa vùng núi rừng cao nguyên.
Ban đầu đây chỉ là ngôi chùa nhỏ thờ Đức Phật. Năm 1999, do nhu cầu Phật tử đến tu học ngày càng đông, chùa được xây dựng quy mô, nổi bật là ngôi chánh điện rộng gần 1.500 m², mái lợp ngói. Ngoài ra, Linh Ẩn Tự còn có pho tượng Di Lặc Lộ Thiên cao 12,5 m, xây dựng năm 2000, lớn nhất tỉnh Lâm Đồng. Bên trong bụng Phật được chia thành 3 tầng để trưng bày và là nơi tăng chúng hội họp. Ngôi chùa cũng sở hữu rất nhiều pho tượng Phật quý, được chế tác vô cùng tinh xảo. Chùa Linh Ẩn không chỉ là điểm đến văn hóa tâm linh của người dân địa phương và vùng lân cận, mà còn được xem như một địa điểm du lịch nổi tiếng, hấp dẫn du khách khi tới Đà Lạt. Đến với ngôi chùa là dịp trải qua những giây phút lắng đọng, tĩnh tâm nơi cửa Phật, hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ cùng cảnh sắc tươi đẹp của thiên nhiên xung quanh. Vẻ đẹp cổ kính cùng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của Linh Ẩn Tự đã kết thúc chương trình An Viên 24 giờ hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.